Rồi, ok, những video trước chúng ta đã học đến cái phần đó chính là mã một chiều. Thì ta đã nghiên cứu qua mã một chiều tĩnh, con trỏ và mã một chiều động rồi. Chúng ta học theo cái cấu trúc như vậy. Thì ở đây chúng ta có hai khái niệm, đó chính là tĩnh và động. Thì tĩnh là gì, động là gì? Tĩnh có nghĩa là trong quá trình chúng ta ban đầu là cấp phát một vùng nhớ, ví dụ vừa nào ta cấp phát ra mã một chiều có 10 phần tử. Thì trong quá trình xử lý chương trình, chúng ta chỉ dùng tối đa 10 cái ô nhớ để chứa 10 phần tử thôi. Chúng ta không thể nào dùng thêm một ô nhớ nào nữa để chứa phần tử, thì đó gọi là tĩnh. Còn động nghĩa là sao? Động nghĩa là động ta cấp phát ra một cái mảng đó gồm có 10 phần tử. Trong quá trình xử lý chúng ta có nhu cầu chứa thêm 2 3 phần tử nữa thì ta tiếp tục khai báo tiếp tục là 11, 12 và 15 ô nhớ để ta chứa. Thì đó gọi là mảng động. Có nghĩa là mảng tĩnh là mảng mà kích thước vùng nhớ không được thay đổi trong quá trình xử lý chương trình. Còn mảng động là mảng mà ta phải thay đổi được kích thước của nó trong quá trình xử lý chương trình. Đó thì gọi là động. Động là linh hoạt hơn cái tĩnh, đúng không? Vì vậy trong cái trước khi học cái bài mảng một chiều, cái mảng hai chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có nghĩa trong cái phạm vi mà ta nghiên cứu mảng hai chiều thì chúng ta sẽ có một số lưu ý như sau. Nghĩa là chúng ta sẽ không đi nghiên cứu sâu về mảng mảng động mà chúng ta sẽ nghiên cứu mảng hai chiều ở phạm vi là mảng tĩnh, có nghĩa là kích thước vùng nhớ không được thay đổi trong quá trình chương trình. Bởi vì khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta cần phải có đưa ra những cái hệ quy chiếu chung, có cái nhìn chung, chúng ta làm sẽ dễ dàng hơn. Thì là như vậy. Với những ta cứ tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản, những cách xử lý cơ bản của mảng hai chiều tĩnh, thì khi đó chúng ta hiểu rồi, hiểu rõ bản chất của mảng hai chiều là gì, cách xử lý như thế nào rồi, thì ta có thể tự động, chúng ta bạn nào có nhu cầu nghiên cứu cao hơn, chuyên sâu hơn bên dưới của mảng hai chiều về mảng động gì đó thì ta có thể lên Google search và ta có thể tìm hiểu những tài liệu khác. Đó, đầu tiên chúng ta cứ nắm cái nền tảng, nắm cái căn bản rồi đã, thì mọi vấn đề nâng cao xử lý trong cái mảng hai chiều thì ta có thể tự động nghiên cứu được. Ok, thì đó là những cái quan điểm mà chúng ta cần phải thống nhất với nhau. Rồi, thì cái video này chúng ta sẽ tập trung nói về những khái niệm cơ bản trong mảng hai chiều trước. Thì để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn mảng hai chiều thì chúng ta sẽ vào cái bên để chúng ta mô tả nó rõ ràng hơn. Rồi, ok. Thì hôm trước ta học mảng một chiều, khi có phải mảng một chiều, ví dụ tôi sẽ cấp phát ra một cái mảng một chiều gồm có 5 phần tử. 1 6 thêm mảng một chiều có 5 phần tử, 1 2 3 4 và 5. Thì mảng một chiều có 5 phần tử thì ta sẽ đánh số từ 0, bắt đầu từ số 0 đến vị trí thứ 4n trừ đi 1. Mảng một chiều. Thì mảng một chiều khi nó luôn luôn bắt đầu từ trái sang phải, đó quy tắc của nó là luôn luôn bắt đầu đi từ trái sang phải là mảng một chiều đó, các bạn hình dung chưa? Vậy thì khi tôi muốn truy xuất đến một bất kỳ một cái phần tử nào đó trong mảng một chiều thì chúng ta sẽ truy xuất thông qua cái toán tử gì? Đó chính là toán tử ô vuông, đúng không? Toán tử ô vuông chính là toán tử lấy địa chỉ của một ô nhớ nào đó trong cái vùng nhớ đó. Thì ví dụ chúng này tôi muốn truy xuất phần tử nằm tại vị trí A3 thì chỗ này chúng ta chỉ cần làm gì thôi, truyền vào chỗ này là gì, ví dụ này mảng ta là mảng A chẳng hạn đi. Đó, người ta cần xì ra A3 là lấy được vị trí A3 rồi. Thì đầu tiên ta nhắc lại mảng một chiều tí, cái gì mảng một chiều nó cũng sẽ có liên hệ mảng hai chiều, vì vậy ta nhắc lại như vậy. Rồi, ok, thì ta muốn truy xuất phần tử A4 thì ta chỉ cần truyền ở đây gì? Số 4 đó, đơn giản. Vậy thì lúc này mảng hai chiều, cái tên nó lên tất cả là mảng một chiều thì nó có chiều đi từ trái sang phải, vậy mảng hai chiều thì chắc chắn ngoài một cái chiều từ trái sang phải nó còn phải có một chiều nữa. Vậy chiều tiếp theo của nó là chiều gì? Đó là câu hỏi. Chiều còn lại của nó chính là chiều gì? Vậy thì lúc này chiều còn lại của nó chính là chiều đi từ trên xuống dưới. Đó thì sẽ ra được mảng hai chiều. Mảng một chiều thì chỉ đi từ trái sang phải, mảng hai chiều một ngoài cái chiều từ trái sang phải nó còn có chiều là từ trên xuống dưới nữa. Vậy thì lúc này tôi sẽ ráp vô đây một khi một cái mảng một chiều ở đây gồm có 5 phần tử, gồm có 5 phần tử luôn, khi ta hình dung điều gì xảy ra, chỗ này gồm cũng có 5 ô, 5 ô, 5 ô. Thì ở đây cái chiều từ trên xuống dưới cũng sẽ có chỉ số, đó chính là chỉ số bắt đầu từ chỉ số 0 luôn đó, 0 1 luôn. Để tiếp tục tôi làm thêm một cái mảng một chiều nữa chỗ này nữa thì điều gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ có 5 ô, 1 2 3 4 5 đó, thì chỉ số nó tiếp tục tăng lên chính là 2. Vậy chúng mày có thêm một cái mảng một chiều nữa đi thì điều gì xảy ra, cho nên dính vô vậy nhìn. Ok, gồm cũng có 5 ô, 5 ô,
thì chỉ số này được đánh số là vị trí số 3. Thì đây là chúng ta đã hình thành nên một cái mảng hai chiều, là một cái mảng hai chiều có chiều đi từ trái sang phải và có chiều đi từ trên xuống dưới. Và cái chiều đi từ trái sang phải này người ta gọi nó chính là gì? Nó chính là gì? Nó chính là cột, từng cột, cột số, cột thứ 0, cột thứ 1, cột thứ 2, cột thứ 3 và cột thứ 4. Còn chiều đi từ trên xuống dưới người ta gọi nó là gì? Người ta gọi là chỉ số gì? Chỉ số dòng, dòng thứ 0, dòng thứ 1, dòng thứ 2 và dòng thứ 3. Vậy thì sau cái ví dụ này chúng ta hình dung được rằng mảng hai chiều bản chất của nó cũng chính là tập hợp của nhiều cái mảng một chiều lại với nhau. Vậy thì ta có khái niệm như sau: mảng hai chiều là một cái mảng, ta định nghĩa một cách ta hiểu là mảng hai chiều là một cái mảng tập hợp nhiều cái mảng một chiều lại với nhau và được xác định thông qua chỉ số gì? Thông qua chỉ số gì? Đó là câu hỏi ra, thông qua chỉ số gì? Có thể thông qua chỉ số dòng và chỉ số cột. Có phải mảng một chiều lúc nãy chúng ta muốn truy xuất bất kỳ phần tử nào trong mảng, chúng ta chỉ cần truyền vào cái ô vuông này cái chỉ số đó đúng không? Khi mà chúng ta muốn truy xuất bất kỳ phần tử nào trong cái mảng hai chiều này thì chúng ta phải truy xuất đến cái chỉ số gì? Đó là câu hỏi đặt ra. Ví dụ tôi muốn truy xuất cái phần tử nằm tại vị trí này đi, nằm tại vị trí này đi, thì làm sao chúng ta truy xuất được? Khi mảng một chiều, ví dụ mảng một chiều thì chỗ này có phải gì? Chỉ cần một ô vuông thì sẽ ra là mảng một chiều là chiều ra sang phải. Lúc này mảng hai chiều khiến ta chỉ cần thêm một ô vuông nữa thôi, một cặp ngoặc vuông nữa thôi, làm chúng ta sẽ ra được mảng hai chiều. Đó, vậy thì muốn truy xuất đến phần tử nằm tại vị trí số này, khiến ta chỉ cần truyền vào hai cái ô vuông này, hai cái chỉ số, đó chính là chỉ số gì? Chỉ số dòng và chỉ số cột. Có nghĩa chỗ này là chỉ số dòng, chỗ này là chỉ số dòng, chỗ này là chỉ số dòng. Hàng 6 và cố gắng nhìn. Chỗ này chính là chỉ số cột. Đây là chỉ số dòng nè. Đó, dòng là nằm ngang. Cột là gì? Nằm thẳng đứng. Đó. Vì vậy muốn truy xuất phần tử này thì ta xác định chỉ số dòng và chỉ số nào? Dòng có phải nằm tại dòng dòng thứ 1 không? Vị trí ở đây là 1. Còn cột, cột thứ mấy? Biến rồi. Cột 0, cột 1, cột 2, cột 3. Ok, thì đây là cột 3. Thì ta muốn truy xuất phần tử này, chúng ta chỉ cần truyền vào chỗ này là A 1 3. Dòng trước, cột sau. Quy tắc bất biến là chúng ta luôn nhớ điều đó, là dòng trước, cột sau. Hình dung chưa? Vậy thì cái mảng hai chiều này chúng ta, tức là mảng hai chiều sẽ được xác định bởi chỉ số dòng và chỉ số cột. Vậy mảng hai chiều này có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột? Có phải là có một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng không? Bốn dòng. Giống như đây là quy tắc người ta ký hiệu mảng hai chiều. Cột bao nhiêu cột? Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột. Vậy thì mảng hai chiều này gồm có 4 dòng và 5 cột. Ở mảng hai chiều người ta hay còn gọi là ma trận, ma street. Đó, và lưu ý điều này. Thì đây là cái mảng hai chiều. Ví dụ tôi muốn truy xuất cái phần tử nằm tại vị trí này, người ta sẽ là xem dòng có dòng thứ mấy. Dòng có dòng 3 không? Vậy thì em này A 3 cột mấy? Cột 2, thấy không? Thì cái ô vuông tiếp theo chính là cột 2, đôi khi là A 3 2. Là anh ta đã truy xuất được đến cái phần tử nằm tại vị trí này, chính là A 3 2. Thì đây là cái mô tả để chúng ta dễ hình dung hơn nằm trên Ben. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua cái notepad để chúng ta note lại. Đó. Bắt đầu luôn bắt đầu từ số 0 nha. Dòng cũng bắt đầu từ số 0, cột cũng bắt đầu từ số 0. Rồi chúng ta qua tạo một cái file, chúng ta lưu lại, ta note lại. Ta muốn lưu cũng việc, ta nhớ vào cái file, ta vào CLE, chúng ta chỉnh là cái này Unicode nha. Ok. Rồi, mảng hai chiều. Mảng hai chiều hay còn gọi là ma trận, với lại có nhiều lúc là người ta gọi là ma trận, lúc mà gọi mảng hai chiều. Ta phải hình dung được vấn đề đó. Thì chúng ta định nghĩa mảng hai chiều là gì? Mảng hai chiều là mảng, là một mảng chứa nhiều là một cái mảng chứa nhiều cái mảng một chiều khác. Đó, cái này là nhiều cách chúng ta hiểu chứ không có theo bất kỳ một cái lý thuyết nào cả. Nghe, mảng hai chiều là một mảng chứa nhiều cái mảng một chiều khác và được xác định, và được xác định dựa vào chỉ số dòng và chỉ số cột. Hiểu không chưa? Và ta luôn nhớ một điều, đó chính là quy tắc. Quy tắc có nghĩa là chỉ số dòng
chỉ số dòng nằm nằm trước chỉ số cột. Rồi, thì ta tiếp tục đến một cái nữa, đó chính là cú pháp khai báo mạng hai chiều. Thì cú pháp như sau, nó cũng tương tự như cú pháp khai báo mạng một chiều. Đó chính đầu tiên chính là kiểu dữ liệu. Tiếp tục, đó chính là tên mạng. Rồi, một ô vuông này có phải là đây là cú pháp khai báo mạng một chiều đúng không? Chỗ này chính là số lượng tử mạng. Hồi xưa chúng ta học mạng một chiều. Thì lúc này ngoài ô vuông này nó sẽ có cái bộ ô vuông nữa. Ô vuông này chính là kích thước dòng. Còn ô vuông tiếp theo đó chính là kích thước cột. Ví dụ lúc này tôi sẽ khai báo một integer a 4 5. Có nghĩa là điều này nghĩa là sao? Nghĩa là khai báo mạng hai chiều số nguyên chứa tối đa 4 dòng và 5 cột. Chứa tối đa 4 dòng và 5 cột. Cái này ghi xem dễ nhung ta. Khai báo mạng hai chiều số nguyên chứa tối đa là khai báo một mạng một chiều số nguyên có tối đa 4 dòng và 5 cột. Bởi vì nó đang học mạng hai chiều gì? Mạng hai chiều tĩnh chính là 4 dòng và gì? 4 dòng và 5 cột. Đó, vì vậy nên ta khai nó là như vậy, tương tự giống như bên đây nè. 4 dòng 2 1 2 3 4 và 5 cột 1 2 3 4 5, 5 cột. Thì tổng cộng là mã này chứa bao nhiêu phần tử? Phải là 4 nhân 5 bao nhiêu phần tử? 20 phần tử không? Chứa tối đa 20 phần tử. Đấy, có tổng cộng là 4 dòng và 5 cột thì sẽ chứa tối đa là 20 phần tử như thôi. Thì cái ma trận này hình như là anh ta đã học những bài học lượng tin. Ta đã học qua cái môn đại số hồi năm nhất thì phải, ta cũng có cái phần gì đó, cái phần đại số nó có nhắc đến vấn đề ma trận mà ta học tới rồi ra như cũng như là như vậy đó. Vì vậy nó sẽ có 4 dòng và 5 cột. Rồi, ok, đây là những lưu ý và ta luôn luôn nhớ là chỉ số dòng phải nằm trước chỉ số cột. Đây 4 dòng và 5 cột là quy tắc của nó, nhìn vào là biết được cái ma trận này. Cái ma trận này có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột, là 4 dòng và 5 cột. Rồi, mảng hai chiều một mảng chứa nhiều cái mẫu một chiều khác và được xác định dựa vào chỉ số dòng và chỉ số cột. Ok, nếu như đây người ta hiểu rồi, người ta tiếp tục đến một cái khái niệm tiếp theo trong mảng hai chiều nữa, đó chính là khái niệm ma trận vuông. Vậy thì ma trận vuông nghĩa là gì? Chúng ta còn nhớ cái bàn cờ vua hay không? Ở đây chắc chắn là các bạn đã từng thấy qua cái bàn cờ vua. Thì bàn cờ vua có phải là bàn cờ theo chuẩn quốc tế là sẽ có 8 dòng và 8 gì? 8 cột. 8 dòng và 8 cột. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ta có hình dung nên nó không đẹp lắm. Và 8 dòng, 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng và 8 dòng. Khi đánh chỉ số như sau, để đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tương tự dòng cũng như vậy, 0, dòng thứ 0, dòng thứ 1, dòng thứ 2, dòng thứ 3, dòng thứ 4, dòng thứ 5, dòng thứ 6 và dòng thứ 7. Thì đây người ta gọi là ma trận vuông, bởi vì nó có số dòng bằng với số cột. Vậy thì mảng hai chiều mà có số dòng bằng với số cột thì đó gọi là ma trận gì? Ma trận vuông, đó là trường hợp đặc biệt của mảng hai chiều. Mảng hai chiều có số dòng bằng với số cột suy ra đó chính là ma trận vuông. Nhiều lúc thì tôi gọi đó là ma trận, đúng rồi, mảng hai chiều, bởi vì hai khái niệm giống nhau nha. Đừng có gì khó hiểu.
Rồi mãn hai chiều có số vòng bằng với số cột thì ta gọi đó là ma trận vuông. Vậy thì trong ma trận vuông nó có hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất đó chính là đường chéo chính. Thì đường chéo chính là gì? Đường chéo chính là gì? Và đường chéo phụ là gì? Ở đây sẽ định nghĩa luôn, ta qua bên kia. Rồi đường chéo chính chính là đường chéo xuất phát từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải, là đường chéo xuất phát từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải. Tương tự đường chéo phụ gọi là thôi, đường chéo phụ là đường chéo xuất phát từ góc trên bên phải đến góc dưới bên gì, bên trái. Đây ta sẽ có hai khái niệm này, đó chính là đường chéo chính và đường chéo phụ. Đó thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ tiếp theo. Đây là bàn cờ vua nè, đây là bàn cờ vua nè. Rồi nên chúng ta có một cái ma trận vuông nó nhỏ nhỏ thôi để ta dễ nhìn. Một dòng, hai dòng, một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, bốn cột và bốn dòng đi. Một nhỏ quá, bự bự dễ nhìn. Ok, bốn cột, một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, tiếp tục có bốn dòng. Một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng. Thì đây chính là cái ma trận 4 nhân 4 có chỉ số dòng, chỉ số dòng bằng với chỉ số cột thì đó gọi là ma trận vuông. Đánh số 0 1 2 3 0 1 2 3. Thì người ta trong ma trận vuông gồm có hai khái niệm, đó chính là đường chéo chính và đường chéo phụ. Thì về đường chéo chính tôi sẽ kẻ bằng cái màu đỏ. Đường chéo chính chính là đường chéo xuất phát từ góc trên bên gì? Góc trên bên trái xuống góc dưới bên gì? Xuống góc dưới bên phải thì gọi là đường chéo gì? Đường chéo chính. Đó, cái này là vẽ nó không đẹp này, cho nên lý ra nó phải đi qua cái điểm điểm giữa này. Đúng rồi, đúng. Đấy. Đấy. Em chưa? Vậy thì đường chéo chính ở trong cái mảng này nó sẽ gồm các cái phần tử nằm tại ô nào? Có phải nằm tại ô 0 0 không? Không, không. Nằm tại ô nào? 1 1. Đó, cái đường chéo chính sẽ đi qua các cái ô là ô 0 0, ô 1 1 và ô gì? Ô 2 2. Đúng không? Tiếp tục ô nào nữa? Ô 3 3. Đấy, rồi ở đây ta ví dụ đi. Ví dụ có cái mảng in A 4 nhân 4 đi. Vậy thì suy ra chỗ này là đường chéo chính. Các phần tử nằm trên đường chéo chính là, có phải là các phần tử nằm tại các ô vị trí đó chính là dòng 0, cột 0 và dòng 1. Cột gì? Cột 1. Tiếp tục dòng gì? Dòng 2, cột 2, dòng 3 và cột gì? Dòng 3 và cột 3, đúng không nào? Đó chính là các phần tử nằm trên đường chéo chính. Đây, ta qua nó nhìn. Dòng 0, cột 0, dòng 1, cột 1, dòng 2, cột 2, dòng 3, cột 3. Đúng không? Vậy thì lúc này đường chéo phụ là gì? Sẽ mô tả bằng đường màu xanh. Thì đường chéo phụ là nó sẽ ngược lại so với đường chéo chính. Nó chính là cái đường xuất phát từ góc trên bên phải, góc trên bên phải xuống góc dưới bên gì? Góc dưới bên trái. Thì gọi là đường chéo phụ. Vậy thì đường chéo phụ là đường chéo nằm tại các cái ô gì? Bì xuống cho nhanh. Các phần tử nằm trên đường chéo phụ là những cái phần tử nào? Có phải phần tử nằm tại vị trí ô dòng 0, cột 3 không? Dòng 0, cột 3. Ta lưu ý này xem có gì đặc biệt không nè. Dòng 0, cột 3 và dòng gì? Dòng 1, cột gì? Dòng 1, cột 2,
dòng 1 cột 2 và dòng gì? Dòng 2 cột 1. Dòng 2 cột 1. Và tiếp tục dòng gì? Dòng 3 cột gì? Dòng 3 cột 0. Dòng 3 cột 0. Thì đây là các phần tử nằm trên đường chéo chính và các phần tử nằm trên đường chéo phụ. Thì chúng ta cần lưu ý nó có quy tắc gì? Đó, nó có quy tắc gì? Có quy tắc gì thì sau này sẽ có những bài tập liên quan đến cái đường chéo chính và đường chéo phụ của mặt trận vuông. Thì vậy ta cần phải nhìn vào đây và chúng ta đưa ra một quy tắc làm sao biết được phần tử nào nằm trên đường chéo chính và phần tử nào nằm trên đường chéo phụ. Đó, hình dung chưa? Rồi thì cái video này chúng ta đã nói về tất cả những cái khái niệm cơ bản của cái mảng hai chiều. À, đó chính là cái mặt trận vuông này, là đường chéo chính là gì, đường chéo phụ là gì, khái niệm mảng hai chiều là như thế nào và quy tắc và cú pháp khai báo mảng hai chiều là như thế nào. Thì đây là cú pháp khai báo được kiểu liệu tinh mảng cái dòng thứ cột đó. Thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề là chúng ta sẽ khởi tạo một cái mảng hai chiều như thế nào và chúng ta có bao nhiêu cách khởi tạo lên một cái mảng hai chiều. Và chúng ta sẽ làm những cái bài tập cơ bản về mảng hai chiều, cách xử lý cơ bản mảng hai chiều. Đó, để xem ta còn gì ta chưa nói trong cái video này không. Mảng hai chiều của số dòng bằng số cột thì nó gọi là mặt trận vuông. Mặt trận vuông có hai khái niệm, chính là đường chéo chính và đường chéo phụ. Đường chéo chính là đường chéo xuất phát từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải. Ok, đường chéo phụ là đường chéo xuất phát từ góc trên bên phải đến góc dưới bên trái. Rồi ok, rồi ta có một cái ví dụ về mảng hai chiều. Có số dòng số cột là 4x4 và rồi là mặt trận vuông. Rồi chúng ta có những khái niệm này. Rồi ok, thì video này sẽ như ta đã nói qua những tất cả những khái niệm rồi đấy. Thì nó hơi dài là 20 phút thì tôi nói rất là chi tiết, rất là kỹ. Nếu bạn nào hiểu rồi ta sẽ không cần xem hết 20 phút đâu cũng được. Rồi ok, video này ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok.